Ồ, oh, bài này chúng ta nói gì về về cái gì nhỉ? Như lần trước chúng ta biết đây là cái bài lần trước. Đây chúng ta có trang index và trang 2 và tất cả chung nhau một cái trang gọi là thời tiết.css đúng không? Chúng ta cũng có thể đưa thêm những cái à, ví dụ như là phong family vào đây để chúng ta thay đổi thêm các cái định dạng của phong nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ không làm như thế nữa bởi vì chúng ta chỉ cần biết nguyên lý thôi. Và cái bài này chúng ta muốn nói về cái vấn đề gì? Vấn đề người ta gọi là overriding overriding style, overriding style có nghĩa là bình thường thì cái này cũng rất dễ hiểu thôi có nghĩa là bình thường thì khi mà chúng ta đã có một cái dòng như thế này và có một cái trang style sheet như thế này thì chúng ta sẽ chung chia sẻ cả cái trang web cả cái 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 cái, cái website nghìn trang của chúng ta đều chia sẻ cái file uh, thời tiết.css này đúng không? nhưng mà trong trường hợp mà trong một vài cái cái trang đặc biệt nào đó chúng ta không muốn dùng cái hoặc là chúng ta có dùng nhưng mà chúng ta muốn thay đổi một vài chi tiết của của cái vấn đề styling thì chúng ta vẫn có thể override tức là chúng ta có thể ghi đè chúng ta có thể áp dụng cái luật styling riêng cho cái trang này bằng cách là chúng ta lại gõ gõ gì để nhẹ vào đây style style đúng không nào và chúng chúng ta tất nhiên style chúng ta đã quen thuộc rồi style bằng text yeah, gạch chéo đúng không tất cả những cái này đều là thủ tục thôi chúng ta chỉ cần là nó 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 cố định rồi không có gì nhớ một lần thôi và ở dưới này chúng ta có end style đúng không và rồi ok cứ màu tím lên là ổn rồi ví dụ chúng ta lại muốn cái h1 này chúng ta h1 này chúng ta xếp màu vàng đi nhá h1 đệ... color hai chấm thì, uh, orange chẳng hạn orange chẳng hạn uh, yellow yellow hay là green nhé green green Được chưa? chấm phẩy tất nhiên là có chấm phẩy rồi và đóng ngoặc và chúng ta thử xem nếu uh, chúng ta thời tiết này của chúng ta là blue đúng không h 1 chúng ta xét là blue nhưng mà ở trong cái trang riêng cái trang uh, trang nào nhỉ trang nào trang trang index này là trang index này chúng ta lại xét lại nó là green thì nếu mà chúng ta chạy cái cái trang này thì chúng ta sẽ thấy màu của cái cái đây ấy, trang index này chỗ cái, cái dòng H1 này nó sẽ là màu gì? Chắc chắn nó là màu green bởi vì như chúng ta nói là cái này nó override những nó ghi đè lên tức là cái cái, cái, cái cái riêng cái trang này nó dùng cái màu H của cái style của sheet này. Tất nhiên là những cái cái luật khác thì nó vẫn áp dụng ở đây, nhưng mà riêng cái luật H1 này chỗ này thì nó nó dùng cái luật này, color green này gọi là overriding và chúng ta thử xem nhé uh, index này chúng ta đã lưu rồi và chỉ việc refresh thôi đây là trang index uh, đây, bình thường đây chúng ta overriding và bây giờ nó sang green đây này đúng không đấy, trong khi đó cái trang 2 thì nó vẫn dùng cái size, style của cái thời tiết css và ta, thử ấn trang sang 2 trang trang hai đây cũng được mà bởi vì chúng ta đây trang hai đấy đúng không và chúng ta refresh này thì nó sang đây là ô oh oh, đây chúng ta ấn vào trang 2 đây chuyển sang trang 2. Đây là trang số 2 nó vẫn dùng cái màu blue là màu của cái 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 thời tiết chấm CSS đúng không nào? Và đây chúng ta lại xem lại nhé. Đấy, đây là trang index, trang 2, trang index, trang 2, trang index, trang 2. Ok. Ok chưa? Chúng ta đã nắm được cái vấn đề này nó cũng rất là dễ hiểu, rất là đơn giản phải không? Và bây giờ chúng ta chuyển sang nói một cái ý nữa cũng rất là hay, ý nữa một cái ý nữa là chúng ta nói rằng là cái overriding này có nghĩa là gì? có nghĩa là khi mà à đầu tiên đây là với cái dòng này thì chúng ta yêu cầu là cái thể hiện cái H1 ở trong blue là là màu blue ở trong cái file thời tiết này và đến cái tiếp theo chúng ta lại yêu cầu nó là chuyển sang màu green thì thì cái trang web nó sẽ nó sẽ theo nó sẽ tuân theo cái lệnh cuối cùng lệnh này là đầu tiên là lệnh màu blue nhưng mà lệnh này thì là là green và cái lệnh này là lệnh cuối cùng thì nó sẽ thể hiện nó đây là là màu green và chúng ta như, như chúng ta nhìn thấy đây là màu green đúng chưa đây là trang index chẳng hạn đây green đây chưa refresh, refresh cũng green thế thì con trong trường hợp mà chúng ta lại làm như thế này chúng ta chuyển cái cái dòng style này lên trên công x này chẳng hạn và chúng ta đưa vào đây và chúng ta công tuần v ở đây thì như chúng ta đã nói thì chúng ta cũng đoán được là cái chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Và chúng ta đầu tiên phải xoay cái này lại thì chúng ta đầu tiên là nó đây cái dòng này là ra lệnh là sẽ thể hiện màu green cho cái cho cái các cái, 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 cái thuộc tính h1 đúng không? Nhưng tiếp theo thì lại bảo nó là phải dùng cái lệnh blue ở đây thì cuối cùng cái lệnh blue này là lệnh cuối cùng và và html tức là web browser sẽ thể hiện nó là blue và bây giờ chúng ta lưu lại và chúng ta refresh nhé ok đây là refresh đấy chuyển sang blue chưa đấy tức là tức là gì cái nào mà thể hiện tức cái nào mà ra lệnh sau thì thì người ta sẽ dùng cái đó để cho cái này coi như là bị overriding tức là cái này nó sẽ ghi đè lên đây và như thế là cái luật chúng ta cũng nói như thế cũng rất dễ hiểu rồi ok và một ý nữa chúng tôi lại muốn nói là bây giờ chúng ta lại thay đổi cái này nhé chúng ta lại chuyển cái này xuống dưới công tồn x và đưa nó về đấy công tồn s xây vào là chúng ta lại thể hiện này chuyển sang đó chúng ta lại thấy là nó chuyển sang màu xanh giống như là tức là cái thông thường thì chúng ta chẳng bao giờ lại chuyển cái này lên trên bởi vì nếu mà uh, chuyển cái này lên trên thì tự nhiên cái này trở thành là vô ích bởi vì uh, thường thường chúng ta muốn nếu mà ở đây bao giờ đó là cái kinh nghiệm tức là cái thực thực tế của những người làm trang web thì người ta dùng cái uh, cái, cái 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 lệnh cái dòng lệnh này và cái trang thời tiết này .css này để người ta uh, định dạng cho toàn bộ cái website và bao giờ thì người ta cũng làm theo cái thứ tự là người ta áp dụng cái cái đường cái cái những cái định dạng này trước và sau đó khi mà cần có gì thay đổi thì người ta dùng nó dùng những cái style sheet riêng cho từng trang thì người ta sẽ viết ở phía dưới chứ không bao giờ người ta làm ngược lại đó là một cái thực tế nhé và đấy là toàn bộ những cái nội dung của bài ngày hôm nay và đến đây chúng tôi cảm thấy đã có thể đóng được cái video này lại và lại một lần nữa xin uh, uh, chào gửi lời chào thank you cảm ơn và uh, hãy nhớ subscribe vào cái trang của tôi nhé và hẹn gặp lại các bạn trong cái video next video thank you thank you